khó. Rồi mình sẽ lên mạng mình search cho thầy cái DeepSeek cộng cộng download ha. Các bạn search cái này thì sau khi các bạn search xong thì nó ra cái trang đầu tiên của for search for. Rồi tải này về. Rồi sau khi các bạn tải xong thì nó sẽ xuất hiện ở trong thư mục 4.92. Của thầy ở đây đã là 4.92 rồi, cho nên là thầy không có cài lại nữa. Cài này rất là dễ các bạn. Sau khi các bạn download xong thì nó nằm ở trong thư mục của chúng ta. DeepSeek. Đây. DeepSeek các bạn. Và chúng ta chỉ việc double click lên. Quá trình cài đặt này diễn ra rất là đơn giản nha. Rồi, chọn tiếng Anh. Chọn đồng ý. Đây là cài đặt những cái mà lựa chọn mà trên cái phần mềm nó đã tích hợp sẵn cho mình. Rồi, có thể là xóa những cái file config cũ đi hoặc là bỏ qua cái phần này cũng được, chọn Next. Cài đặt ở đâu? Cài đặt trong ổ C program file 86 bởi vì cái này nó có 32 bit thôi. Và deep bây giờ các bạn cũng đã quên cái phần bên C# cũng nhiều rồi. Khi lập trình mà các bạn lập trình bằng cái ngôn ngữ C thì nó sẽ đơn giản hơn, nhìn có vẻ nó gọn, nó clean hơn, thì mình dễ tìm hiểu các thuật toán, cho nên là thầy sẽ sử dụng cái ngôn ngữ C để mà triển khai cho các bạn cái môn học này. Rồi chúng ta sẽ chạy nó lên. Rồi xem cái phiên bản của mình coi có gì thay đổi không. Nó cũng vậy ha. Tại vì thầy đã cũng mới cài thôi. Sau khi các bạn cài cái DeepSeek này lên xong thì các bạn sẽ chọn vô cho thầy File New và chọn giúp thầy là New Project ha. Cứ với mỗi bài tập các bạn new một project giúp thầy. New một project giúp thầy. Và các bạn chọn Control Application. Bởi vì cái project này các bạn có thể tạo cái Windows Form, Windows Application, tức là một ứng dụng giống như chúng ta đang xài ứng dụng DeepSeek vậy đó. Tức là chúng ta tạo một cái ứng dụng mà có thể là mở cửa sổ lên. Ví dụ, chúng ta mở tạo một cái ứng dụng giống như vậy. Đó, chúng ta có thể tạo một cái ứng dụng giống như là quản lý file vậy đó. Thì chúng ta chọn là Windows Application. Còn chúng ta đang chạy ở trên cái dạng màn hình dot thì chúng ta chọn Console, Console Application. Nó giống như lúc nãy các bạn lập trình bằng xi thăng, các bạn gõ vô là console.write. Đó, thì chúng ta chọn Console. Chúng ta chọn cái project là C và đặt tên project ở đây. Ví dụ như bài 1. Bài 1. Copy cái chữ bài 1 này lại giúp thầy. Ok. Và nó sẽ hỏi là lưu ở đâu. Lưu ở đâu thì thầy sẽ chọn ở trong cái thư mục của lớp mình. Ví dụ thầy thư mục của lớp mình là DSAK11. Thầy tạo một cái thư mục mới
là bài thực hành. Bài thực hành. Rồi ở trong cái thư mục bài thực hành này, thầy sẽ nêu và thầy tạo một cái folder với cái tên mà project lúc nãy mình tạo là bài 1. Tức là tất cả những file mà liên quan đến bài 1 này nè, nó lưu chung một thư mục. Mở thư mục bài 1 ra, chọn save. Và chúng ta đã có cái giao diện của cái file C đầu tiên cho cái project bài 1. Bài 1. Chúng ta lưu cái này lại, Ctrl S. Thì nó hỏi lưu ở đâu? Chúng ta bài 1 về nhớ. Chúng ta ghi cái tên của cái file C cũng là bài 1 luôn nha. Đây các bạn, trước khi lưu các bạn ra cái thư mục của mình, các bạn xem thử là có gì. Bài thực hành. Mình có thư mục bài 1. Trong này nó có cái project mình mới tạo nè. Mình mới có cái project mình mới tạo. Rồi bây giờ mình lưu cái file C lại. Save. Thì mình vô trong thư mục nó sẽ xuất hiện thêm một cái nữa là bài 1 của mình là file c.c. Đây, nội dung của bài 1 là nội dung như thế này đây. Rồi bây giờ mình bắt đầu lập trình nè. Người ta yêu cầu là nhập vào một số n. Như vậy thì để quản lý được số n thì chúng ta khai báo biến là int n, giống như là các bạn lập trình bên xi thăng vậy đó ha, int n. Rồi mình đưa ra một câu thông báo thì bên kia là control write thì ở đây là print. Bạn học cho thầy câu lệnh là print, nháy kép cách ra nhập vào một số n bằng đó. Cái này là đưa câu thông báo nha. Bắt đầu chúng ta xuống chúng ta nhập. Các bạn học thêm cho thầy một câu lệnh nữa là scan, scan nháy kép phần trăm d. Phần trăm d là do chúng ta sử dụng cái biến n này là kiểu int, cho nên trong C nó yêu cầu các bạn định kiểu là phần trăm d. Các bạn cứ lập trình theo thầy rồi từ từ chúng ta sẽ quen. Phẩy dấu và n chấm phẩy đó, tức là mình muốn nhập giá trị từ bàn phím vào cho biến nào thì chúng ta đưa dấu và biến đó vào đây. Đó là nhập vào n, enter. Và bây giờ chúng ta thử xuất ra. Số vừa nhập là hai chấm cách ra phần trăm d phẩy n chấm phẩy, cứ cuối mỗi lệnh thì chấm phẩy. Bây giờ mình coi lại ha. Cái lệnh xuất là print. Xuất là print. Vậy hai lệnh xuất này có gì khác? Lệnh xuất ở trên là chỉ đưa ra câu thông báo ở dạng chuỗi thôi. Còn lệnh xuất ở dưới vừa có câu thông báo dạng chuỗi, vừa có định định vị cho cái n này nó xuất ra. Như vậy cái print ở dưới nó có thêm dấu phẩy, nó có thêm n. Còn cái print ở trên là nó không có dấu phẩy, là nó chỉ có một đối số đưa vào thôi. Còn cái ở dưới là nó có hai đối số. Đối số thứ nhất là một chuỗi, đối số thứ hai là một biến. Đó là lệnh print. Còn lệnh scan, scan này là nhập dữ liệu từ bàn phím. Thì nó có cấu trúc là cái chuỗi phía trước là định kiểu. Định kiểu. Nếu như bạn định kiểu là kiểu in thì bạn sẽ định kiểu cho nó là phần trăm d. Nếu như bạn chọn là plot thì bạn sẽ là phần trăm f ha. Nếu là chữ plot thì bạn sẽ là phần trăm f. Đó là hai cái cơ bản mà chúng ta học trước. In, plot. Còn kiểu string thì các bạn là phần trăm s đó. Nhưng mà thường chúng ta học cái môn này thì chỉ cần hai cái này thôi, in và f. Được chưa nào? Các bạn chạy thử giúp cho thầy cái đoạn code rất là cơ bản này đi. Rồi, ok.
tại thầy ghi cái lệnh print thiếu chữ F. N bằng 8, số vừa nhập là 8 ha, rất là đơn giản. Các bạn sẽ chạy lại giúp thầy coi. Bây giờ chạy lại cái này, cài DeepSeek và chạy lại một cái chương trình rất là đơn giản giống như thế này là xong. Chương trình này của mình nó sẽ có yêu cầu là nhập vào một số từ bàn phím, hãy in số đó ra màn hình. Đó, tức là cái chương trình của mình nó như thế. Cái dấu xiệt xiệt là chú thích, dấu xiệt sao là chú thích cả nhóm, cả một group luôn, thì xiệt sao, đóng ngoặc sao xiệt. Còn nếu mà chú thích một dòng thì các bạn chọn xiệt xiệt đầu dòng là nó chú thích dòng đó. Sau khi mà chúng ta biên dịch xong, chạy được rồi, thì trên thư mục của mình nó xuất hiện đầy đủ là 6, là 5 file. 5 file. Đây là file nó đã biên dịch rồi. Chạy lên, nhập vào số N bằng 8. Mình đang thiếu cái giữ cho nó lưu, nó dừng. Cho nên là khi mà mình biên dịch như vậy, nó chạy luôn. Ok. Rồi lúc này các bạn sẽ chạy lại bài 1. Các bạn nhập 9. Đó, nó dừng lại cho mình 9. Enter. Đó là đoạn code của mình ha. Các bạn sẽ cài DeepSeek lên và các bạn chạy lại giúp thầy cái phần này. Đây là code của mình mà không có bất kỳ một cái chú thích nào. Đó, ngắn gọn như thế thôi. Rồi, các bạn cài vô xong rồi các bạn gầm chạy lại tạo thư mục y chang như thầy và chỉ cần copy cái đoạn code của thầy chỗ này thôi. Đó. Chỉ cần copy đoạn code này bỏ vô cái hàm main là chạy thử. Rồi sau đó mình nghiệm lại nha.